top những bộ phim nổi bật của Jung Hae-in. Sở hữu vẻ ngoài thư sinh, điển trai là mê đắm biết bao trái tim khán giả nữ cùng tài năng diễn xuất tự nhiên, chân thật đã đưa tên tuổi của Jung Hae-in đến gần với khán giả. Hãy cùng Trend Asia chúng mình xem ngay top những bộ phim hay nhất của anh chàng Mỹ Nam này nhé! Một, Ba chàng lính ngự lâm, The Three Musketeers, được ra mắt năm 2014. Năm 2014, Jung Hae-in tham gia vào bộ phim cổ trang đầu tay trong sự nghiệp, sánh bước bên cạnh những cái tên đình đám lúc bấy giờ như là Jung Jong-hwa, Giang Dong-geun, Lee Jin-guk. Trong phim, Jung Hae-in đảm nhận vai Ah Min-seo, một trong ba chàng lính ngự lâm với trọng trách bảo vệ thái tử So-hyun. Với vẻ ngoài tuấn tú đã làm mê đắm biết bao thiếu nữ nhưng vẫn trung thành với giấc mơ xuất gia của mình. Tạo hình của Jung Hae-in trong nhân vật cổ trang lần này vô cùng mới lạ và cuốn hút. Bên cạnh đó, diễn xuất của anh chàng cũng nhận được nhiều phản ứng tích cực. Thậm chí, biên kịch của bộ phim cũng phải dành lời khen cho Jung Hae-in rằng giọng của cậu sinh ra là để đóng phim lịch sử. Như vậy, Ba chàng lính ngự lâm cũng được coi là thành công nho nhỏ đầu tiên của anh. 2. Khi nàng say giấc, Why You Were Sleeping, được ra mắt năm 2017. Phải đến năm 2017, khi nàng say giấc lên sóng, cái tên Jung Hae-in mới trở thành tâm điểm chú ý của khán giả. Sở hữu thân hình chuẩn sau múi, vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, anh chàng cảnh sát Han Woo-tak luôn khiến chị em phải rụng rơi mỗi khi anh chàng xuất hiện. Thầm thương trộm nhớ nữ chính Nam Hong Ju, cách thể hiện tình cảm âm thầm, lặng lẽ nhưng lại vô cùng chú đáo ấm áp giúp Jung Hae-in chiếm trọn trái tim của người hâm mộ. Câu chuyện tình yêu của nhân vật do anh chàng thủ vai trong drama này tuy kết thúc không được trọn vẹn, nhưng diễn xuất và ngoại hình của Jung Hae-in được đánh giá cao. Thậm chí sau bộ phim kết thúc, những từ khóa liên quan đến anh chàng cảnh sát Jung Hae-in còn được người hâm mộ truy lùng ngang ngửa với nam chính Lee Jong-suk. 3. Đời sống ngục tù, The Prison Playbook, được ra mắt năm 2017. Đến với đời sống trong tù, mặc dù nhập vai là một đại úy ác ma, lạnh lùng và nguy hiểm, nhưng Jung Hae-in vẫn làm tan chảy trái tim của vô số các phe nữ. Anh chàng đảm nhận một vai sĩ quan vô tình bị vướng vào tội danh và phải ngồi tù. Mặc dù bên ngoài tính cách của Yoo Jung-woo khá là thô lỗ, nhưng bên trong là trái tim vô cùng ấm áp. Nhờ vai diễn có phần phức tạp này mà Jung Hae-in càng chứng minh được cho công chúng thấy rằng khả năng diễn xuất vốn có không phải dạng vừa của mình. Anh chàng cũng được vinh hạnh xướng tên trong hạng mục diễn viên được yêu thích nhất tại giải thưởng Big Sang Art Awards danh giá của Hàn Quốc. Đây cũng là một trong những giải thưởng đầu tiên cũng như là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của anh chàng diễn viên điển trai này. 4. Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi, Something in the Rain, được ra mắt năm 2018. Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi chính là bước đệm đưa tên tuổi của anh vụt sáng trở thành ngôi sao được săn đón nhất hiện nay. Với khuôn mặt điển trai và nụ cười dễ thương, không có gì ngạc nhiên khi Jung Hae-in đã thu hút được nhiều cô gái thông qua bộ phim này. Đây cũng là bộ phim truyền hình đầu tiên mà anh tham gia với vai trò nam chính. Trong phim, anh vào vai một chàng trai trẻ sống hết mình với mối tình dành cho người chị lớn tuổi do Son Ye-jin thủ vai. Sự ấm áp cùng nụ cười thương trực trên môi của anh chàng đã đồn ngã gần như mọi trái tim của người xem cùng diễn xuất và chemistry không thể nào tình hơn với đàn chị Son Ye-jin. Cũng như tác phẩm này mà Hae-in đã giành được nhiều giải thưởng khác nhau như K-Star Award cho đến Hollywood Artist Award tại The Seoul Awards năm 2018. 5. Đêm xuân, One Spring Night, được ra mắt năm 2019. Năm 2019, Jung Hae-in lại có cơ hội bén duyên với ngọc nữ Han Ji-min trong bộ phim One Spring Night. Những tưởng việc lặp lại hình ảnh phi công máy bay sẽ khiến người xem ngán ngẩm, nhưng anh chàng bất ngờ tạo ra một cuộc cách mạng hình tượng khiến không ít khán giả cảm thấy háo hức. Jung Hae-in đã có một màn lột xác vô cùng ấn tượng khi vào vai ông bố đơn thân trầm tính, ít nói và khá dè dặt trong việc thể hiện cảm xúc của mình. Rất nhiều khán giả đã đổ đứ đừ với những khoảnh khắc nổi giận cực ngầu của Jung Hae-in trong phim. Qua bộ phim, người hâm mộ không còn tập trung vào khen ngợi về điển trai hay nụ cười tỏa nắng của Jung Hae-in, thay vào đó, phần đông khán giả bị thuyết phục bởi lối diễn xuất nhập tâm cùng khả năng thổi hồn vào nhân vật của anh chàng. 6. Em là một nửa đời anh, A Piece of Your Mind, được ra mắt năm 2020. Ngay từ khi lên sóng, A Piece of Your Mind đã nhận được sự chú ý đặc biệt từ khán giả, không chỉ bởi nam chính đẹp hơn hoa Jung Hae-in mà còn bởi câu chuyện tình yêu đẹp nhưng buồn. Jung Hae-in và vai Moon Ha-won là nhà sáng tạo có tên tuổi trong thế giới lập trình trí tuệ nhân tạo. Anh là một con người hoàn hảo khi sở hữu cổng thông tin điện tử nổi tiếng MNH, vẻ ngoài điển trai nhưng luôn vấn vương mối tình đơn phương đã nhiều năm. Tuy nhiên, sau khi phát sóng thì bộ phim đã nhận được khá nhiều phàn nàn, xoay quanh cốt truyện nhàm chán mà diễn biến cũng quá chậm. Đây cũng là bộ phim có rating thấp nhất trong 2 năm qua của đài TVN và được coi là một bước lùi trong sự nghiệp của anh chàng diễn viên sinh năm 1988 này. 7. Truy bắt lính đảo ngũ, DP, được ra mắt năm 2021. DP là bộ phim đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của Jung Hae-in với một đề tài phim không phải là tình cảm lãng mạn. Tuy chỉ vỏn vẹn 6 tập, nhưng tác phẩm đã nhận được cơn mưa lời khen từ người hâm mộ với điểm đánh giá cao chót vót.
Nhập vai một chàng lính trẻ mới gia nhập quân đội được giao nhiệm vụ tham gia biệt đội săn bắt lính đào ngũ, bộ phim đã phơi bày những mảng tối trần trụi nhất của quân đội xứ Hàn như bệnh thành tích, ma cũ bắt nạt bà mới, những màn tra tấn dã man trong quân ngũ. Quyết tâm rũ bỏ hình tượng thư sinh hiền lành quen thuộc, Jung Hae-in đã tập quyền anh miệt mài suốt 3 tháng trước khi quay phim để có các kỹ năng tốt nhất. Có thể nói, bộ phim lần này của Jung Hae-in là một trong những bom tấn nổi bật và ấn tượng của Hàn Quốc nửa cuối năm nay. Trước khi đến với bộ phim cuối cùng, hãy điểm qua một vài vai diễn cameo của anh chàng nhé! Năm 2015, Jung Hae-in đã may mắn lọt vào mắt xanh của đạo diễn Reply 1988. Anh chàng vào vai Ho-young là tình đầu của nữ chính Deok Sun. Ít ai biết ban đầu, Jung Hae-in tham gia casting với vai nam chính Cho Tak. Tuy nhiên, sau đó vai diễn này đã thuộc về Park Bo Gum. Một năm sau, anh lại là nhân tố gây bất ngờ trong Goblin khi vào vai người tình trong mộng của nữ chính Eun Tak, Cho Tae-hee. Cũng từ đây, Jung Hae-in được mọi người gọi vui là Oppa tình đầu. Mặc dù chỉ xuất hiện thoáng qua trong hai bộ phim, nhưng đây lại là dấu mốc quan trọng của Jung Hae-in, bởi Reply 1988 và Goblin đều trở thành hai siêu phẩm truyền hình đình đám nổi danh châu Á, với rating cao ngất ngưởng. 8. Hoa tuyết điểm Snowdrop được ra mắt năm 2021. Tác phẩm trong năm nay của Jung Hae-in với tựa đề Snowdrop nhận được rất nhiều kỳ vọng, với người tình màn ảnh của anh lần này là cô nàng Jisoo của nhóm nhạc đình đám Blackpink. Cả hai được đánh giá là sẽ mang lại những phản ứng hóa học bùng nổ, kỳ vọng sẽ trở thành cặp đôi hot tiếp theo của màn ảnh nhỏ xứ Kim Chi. Tuy nhiên, dường như may mắn không mỉm cười với cặp trai xinh gái đẹp này khi một số điểm trong phim có nội dung sai lệch với một vài sự kiện lịch sử Hàn Quốc, nên Snowdrop bị khán giả tẩy chay và yêu cầu hủy phát sóng dù đã quay hơn 80% tiến trình của phim. Dù đài JTBC đã lên tiếng để bảo vệ cho tác phẩm cũng như diễn viên trong phim, nhưng sự phẫn nộ của công chúng vẫn có vẻ ầm ĩ. Hy vọng rằng phim vẫn sẽ vượt qua lùm xùm và công chiếu đúng theo kế hoạch. Và đó là 10 lần xuất hiện nổi bật trên màn ảnh nhỏ của Jung Hae-in. Bạn thích vai diễn nào nhất của anh chàng nhỉ? Hãy comment bên dưới cho chúng mình biết với nhé! Đừng quên like, share video này nếu các bạn thấy hay và subscribe kênh YouTube của Ten Asia để đón chờ những video mới nhất nha! Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau! Xin chào và hẹn gặp lại!